Kể từ ngày hôm nay 15 tháng 12, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội ra quân đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông cuối năm. Khi tuần tra kiểm soát trên đường, phát hiện ô tô vi phạm lỗi dừng đỗ mà không có lái xe, cảnh sát giao thông sẽ tiến hành dán thông báo để phạt nguội, ghi nhận của phóng viên Truyền hình Nhân dân. Tuyến phố Văn Cao, quận Ba Đình là một trong số những tuyến phố trọng điểm trong đợt cao điểm này về việc phương tiện dừng đỗ không đúng quy định. 9 giờ sáng, ngay sau biển cấm đỗ xe là hàng loạt những chiếc xe vi phạm. Lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt để nhắc nhở, thông báo và xử lý theo quy định. Sử dụng trang thiết bị để ghi hình lại, nhất là dùng loa kêu gọi, nếu có thì dùng loa kêu gọi. Nếu mà lái xe mà không có thì chúng tôi sẽ lập biên bản cái vi phạm và dán ở trên kính thông báo cho người vi phạm biết. Sau từ 3 đến 5 ngày mà chủ phương tiện giao thông không chấp hành, lực lượng chức năng sẽ gửi thông báo đến cơ quan, nơi làm việc, nơi ở của những người vi phạm. Nếu trường hợp phương tiện đỗ dừng gây cản trở giao thông, sẽ bị dán niêm phong, cẩu kéo về bãi tạm giữ và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Chúng đã xin ý kiến đồng chí giám đốc và cục giao thông là sẽ có một cái tem dán lên các xe thông báo về vi phạm. Để theo cái biểu mẫu mà cập nhật trong cái bối cảnh là chúng ta hội nhập, có cả tiếng Anh tiếng Việt đúng quy chuẩn và dán vào để thông báo với người vi phạm người ta sai cái gì và yêu cầu người ta đến để xử lý, và sau khi nếu người ta không đến xử lý thì chúng ta sẽ áp dụng đồng loạt các biện pháp quy định pháp luật. Đây được coi là giải pháp mạnh của Cảnh sát Giao thông Hà Nội triển khai trong dịp cuối năm để xử lý nghiêm các vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hạn chế ùn ứ giao thông trên các tuyến đường trên địa bàn thành phố.